Chào mọi người, quay lại kênh máy khuôn cũ của mình nhé. Hôm nay thì mình có một số máy như thế này giới thiệu tới mọi người. Mọi người xem rồi mua thấy con nào vừa ý thì mua ủng hộ mình nha mọi người. Trước tiên thì cho mình xin cảm ơn những cái like và comment cảm xúc của mọi người. Và gọi như ta, đặc biệt là những cái đăng ký. Đăng ký thì mọi người đăng ký để nhận được thông báo mới nhất khi có video thông báo nhanh nhất khi có video mới lên để mua những con máy mà mình thích cho mọi người. Cho trường hợp mua hụt cũng nhiều. Đó, thì hôm nay này có con cắt tia rẽ kìa. Cưa Hitachi không chổi than, con cưa Hitachi không chổi than ở một tấc 65. Rồi một tấc 65 đó thì khá là hiếm nha mọi người. Cưa Hitachi 14V kìa, cưa Makita 14. Bản định U, đèn pin. Cái đèn pin này có cổng sạc điện thoại luôn nha mọi người. Đèn pin này có cổng sạc điện thoại luôn này. Rồi là khoan 12V, bản vị hiệu tí. Đây, đèn pin này của Ryobi 12V, có một pin thôi luôn này. Khoan bê tông Hitachi 18V kìa. Rồi bản vị DDR 28V, bản vị DDR 14, vị Ryobi, vị Hitachi, đầy đủ hết nha mọi người. Thôi bây giờ thì không dông dài nữa, mình pha từ con một cho mọi người. Đầu tiên là con này đi, bản vị Hitachi 14V. Con này thì có chỗ than à 12V chứ quên, 12V nha mọi người. Đó, có móc, có giấy đồ đầy đủ. Mình sẽ giới thiệu một cặp này trước nhé. Có một cặp vừa khoan vừa bằng vít Hitachi 12V, mình giới thiệu một cặp này luôn. Điều tập thắng đảo chiều, ok. Điều tốc thẳng đảo chiều ok nha mọi người. Đây con số 1. Thân máy vỏ pin 450. Thì ta chia 12V nha mọi người. Mình sẽ đi nhanh để đỡ tốn thời gian của mọi người nhé. Thật ra mình đi chậm á thì mọi người sẽ được chi tiết hơn. Rồi mọi người không thích con nào thì mọi người tua tới để xem con mình thích. 450 450 không phải 400 đâu nha mọi người, 450. Nhưng mà một số người thì sẽ xem như vậy, còn một số người thì lại là kêu là đi chậm thì tốn thời gian của mọi người, nên mình cũng không biết sao nữa, thôi cứ đi nhanh cho nó khỏe chứ. Rồi đây, đây là con khoan Hitachi 12V. Con khoan này này, mọi người nhìn cái đầu túc này, con rất là mới nha mọi người, rất là mới luôn. Cái ngoại hình của nó thì chỉ tương đối thôi, không đẹp, nhưng mà mọi người nhìn này, cái này hầu như không còn nữa, à chỉ bị dập đen xỉu thôi này. Nhưng mà đầu túc này rất mới, chứng tỏ con này rất ít sử dụng nha mọi người. Motor của nó này, nhìn motor ở phía trong đây con rất là mới luôn đó. Điều tốc thẳng ok, đảo chiều ok. Đó, đầu rất là con mới này, con dâu đấy này. Chưa? Rồi, con này thì khoán thì nó sẽ rẻ hơn bằng vịt một xíu. Bằng vịt là 450, con khoán thì là 400 nha mọi người. Thân máy vỏ pin 400. Số 2, thân máy vỏ pin 400. Chắc là mình sẽ đi một lượt hết Hitachi rồi mình sẽ qua hãng khác cho mọi người xem nhé. Hitachi ở đây có thôi tiếp. Đây có một con bình vịt Hilti 14V. Con này không chổi than, có 3 cấp chịu lực nha mọi người. Đó, 14V không chổi than, có 3 cấp chịu lực. Ngoài hình thì cũng tương đối nha mọi người. Sáng đen không chạy. Sáng đen không chạy bên bản này chết, 350 về mọi người từ sửa nhé. Không chổi than nha mọi người.
số 3, 350. 3, 350. Sáng nay không chạy, 350. 4, mình đi lên được như thế này cho khỏi bị nhầm. Cái đèn Ryobi này rất là đẹp nha mọi người. Còn rất là đẹp, gần như mới luôn đấy. Đó, mọi người xem cái tem này. Gần như mới nha mọi người, rất là đẹp. Đó. Này cái chỏ này, cái chỏ con như mới đây. Rồi, test thử nó. Nó có giấy để mình treo lên nha mọi người. Mới nha mọi người, mới đẹp này, mọi người gặp được luôn. Đèn USB 12V chưa, con này con số 5, thân máy vỏ pin mình bán 380. Này con rất là mới này, cái chữ đỏ nguyên này, số mấy đó, số 4 chứ, 4, thân máy vỏ pin 380 nha mọi người. Đây 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 à, cái này để dưới cục pin kia thử. Có cái này đi, cái này là cái đèn Makita 14 18V. Cái này thì có cổng sạc dự phòng ở đây này, đó hết bị hết mất điện thì mọi người có thể sạc dự phòng ở đây được, sạc điện thoại được, bấm on off ở đây này. Cái mã của nó đây, 817. Ở đây thì mình không có pin 18 cho nên mình thử pin 14 trước nha mọi người. Đó, nó có nhiều chế độ sáng này. Chế độ sáng thứ nhất là sẽ sáng vòng quanh hết cả cái này luôn, cả cái đây luôn. Chế độ sáng thứ hai là chỉ sáng một mặt ở phía trước. Chế độ sáng thứ ba là cái đèn dòi ở trước đây, đây là đây. Đó. Đây mọi người nhìn này, khi mọi người bấm on ở đấy á, là ở đấy sẽ lên màu xanh để sạc, sẽ sạc được pin ở phía sau, sạc được điện thoại phía sau này nha mọi người. Đó, đây này thì nhìn rất là mới, cái này thân máy bán 650 nha mọi người. 1 2 3 4 5. 5 650. Tiếp. Ở đây mình có một cái khoan bê tông Hitachi 18V. Dòng này có chuỗi than. Có hai chế độ nhanh chậm ở đây này. Chậm này. Nhanh này. Bật đèn này, tắt đèn. Báo pin sao không được đấy. Báo pin thì mình thấy không được. Đó, ngoài hình phía bên đây này, chưa, bây giờ là chế độ khoan này, khoan thương này, đều tóc thẳng có cả nha mọi người, đảo chiều này, rồi chế độ búa thì mọi người phải nhấn vào thế này thì mới có búa này. Đó, bộ mạnh nha mọi người, bộ mạnh. Con này thì thân máy đi bán 1,1 triệu, thì là chỉ 18V con bê tông. Số 6, thân máy 1,1 triệu nha mọi người, 18V 1,1 triệu. Để lấy cục pin để thử nữa đây này. Đây, con này là Hitachi DDR2 18V. Kia DDR2 này thì ngang với Makita là dòng 171 nha mọi người. Đó.
Đó. Để đến giờ hai này thì ngang với máy guitar 171 á, 18V này. Máy còn rất là đẹp. Đầu thì chắc chắn không bao giờ rỡ rồi này. Mình thử nhá. Của Hiroki nha. Đỉnh đó. Đây này, tắt đèn. Bảo pin. Cái bảo pin này mình hiểu sao mà cứ bấm nó sáng. Cái đèn switch ở đấy mà mình biết đèn switch đây cái gì. Cái này mình rõ là có bốn chế độ chỉnh này. Đây chậm nhất này. Đây thứ hai này. Thứ ba này. Thứ ba thì cái đèn thứ ba nó cũng sáng nhưng chức năng này vẫn có nha mọi người. Đang đèn này là đèn xanh, xanh màu xanh như thế này này. Chức năng này thì vẫn có nhưng mà cái đèn này sao nó cũng sáng thôi. Rồi xuống thứ tư này, thứ tư ở đây xanh ở cây đó. Để đến hai thì tất chi có này thì nó nếu tính đời thì nó ngang với 171 của Makita, nhưng 171 Makita thì khoảng 2 triệu 2 tới 2 triệu rưỡi. Thì giá trị thì người ta ít chơi hơn nhưng mà nên giá nó thấp hơn thì là 1 triệu 7. Nhưng mà con này thì quả chất 7. Thân máy 1 triệu 7 nha mọi người. Để đến hai mà giá chỉ có 18 mà chỉ có 1 triệu 7 thân máy thôi nhé. Rồi tiếp là con này. Con này thì đẹp hơn con đó nhưng mà con này thì chưa vệ sinh. Hitachi DDNR giống vậy rồi hai. Con này là 14, DDNR thì ngang với là Makita TD160 á. Đúng rồi. Con này ngang với Makita TD160. Cái vỏ pin nó cũng đẹp. Nhưng mà chỉ là vỏ pin thôi. Mình lấy pin tẩy của mình tẩy cho mọi người xem. Đây để đây này, tạp đây này, bảo pin này, không biết mấy cái dòng này bảo pin nào cứ sáng đấy. Cái đèn switch này là cái gì thì mình không có hiểu. À cái này chuyển cái gì á. Cái này chuyển cái gì đó mình muốn hiểu về cái chức năng này nha mọi người. Đó, con này thân máy vỏ pin thì mình bán 1 triệu 3. Cái này là ngang dòng đời với 160 Makita đó. Số 8. Thân máy vỏ pin 1 triệu 3 nha mọi người. 1 triệu 3 nhá. Hết chưa nhỉ? Đây Ryobi, đây cái này. Số 9 là con này Ryobi 12V. Mọi người nhìn motor ở trong đấy con rất là mới này. Đầu thì không hề rỡ nha mọi người. Đều tốc thẳng ok. Bảo chưa ok. Đây có chế độ nhanh chậm này. Đó ok chưa. Rồi con này thân máy vỏ pin 4,5 ngàn nha mọi người. Ryobi 12V. Thân máy vỏ pin 4,5. Số 9. Thân máy vỏ pin 450. Rồi số 10. Số 10 là con khoan không chổi than nhôm nguyên khối. Hôm nay là về được một con nữa. À, ở đây là người ta để cho mình cái đầu này là đầu 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 này để mọi người bắt cái đầu túc
đầu chúc như thế này vào để mọi người kẹp đầu khoán nha mọi người, là chỉ về như thế này thôi, cái này có thể rút ra được này, đó thấy chưa, có hai bậc đàn, một bậc đàn đũa ở trong đây, còn đây là bậc đàn bi ở phía ngoài để chống rỡ nha mọi người, đó nhấn nhấn vào thế này là ok này, được chưa, con này sẽ dưới thế này là trái này, xoay xuống thế này là phải này, quay như thế này là khoảng tắc này, cái này nhôm nguyên khối hoàn toàn nha mọi người, không chổi than luôn nhé. Đây, đặt nó dương này, âm này, đó máy rất là chuẩn nha mọi người. Đó máy không chổi than nữa nha mọi người, thân máy của con này 550, phải không chổi than. Số 9 là số 10, số 9 số 10 phải nhỉ, đúng số 10, số 10 thân máy 550 ngàn nha mọi người, 550. 11 11 là con này, con này bản đinh u mắc, bản đinh u nha mọi người, 742 này đó mọi người xem này, mình in cho bên in nổ trên nhựa này đó, thấy chưa, con này hình như là đinh 10 đinh 12 chứ mình cũng rõ nữa, đinh của nó đây, đây là cục cục pin dính của nó thì đáng con chạy, nhưng mà pin thì mọi người biết rồi, pin đi kèm thì mình không có báo sai, ai mà báo sai pin đi kèm cho mọi người thì 10 10 phần hay 9 phần là lừa đảo thôi nha mọi người. Đây on off ở đây, đó tắt này, cục pin này cái này mình sạc mới để cả 2 tuần rồi thì vẫn còn nguyên, nhưng mà mình không dám báo pin như cái là thẳng là vậy. Máy rất là đẹp nha mọi người, 800 thân máy vỏ pin 11, thân máy vỏ pin 800. Rồi, tiếp tới con này, cắt tia ren nati 12V. Đó, con này được cải hơn những con đời mới á, con này 3561 chứ không phải 3560, là hơn mấy con đời cũ á, là rưỡi này rưỡi hai mặt này, đó mòn mặt bên này thì trở mặt bên này quá cắt được. Con này mới là thứ hai nữa là con này có hành trình, hành trình có nghĩa từ hết một chu trình cắt của nó thì nó sẽ tự ngưng, chứ không phải như mấy con kia là nó sẽ chạy thẳng, chạy thẳng 3560 là nó sẽ chạy thẳng luôn, con này 3561 nó ở đây là đấy là nó mới đó, nó tự ngưng mặc dù công tắc mình đang bấm. Đó tí này là gửi này gửi cắt tí 3/8, 3/8 là tí 10 nha mọi người. Thân máy vỏ pin con này là 600, mười hai 600 nha mọi người. Đây còn mấy con kia mình hướng tới đây thử ứng cho mọi người. Đó con cưa này gửi một tấc sâu lắm này, mà không chổi than thì tất chi khá là hiếm. Có con cưa này, cưa này con này là Makita 14V, con này có chổi than nha mọi người. Con này thì rất là đẹp, chỉ có là nó không có cái bộ bộ chén ở trước này, nó không có bộ chén, không có bộ chén thì mình sẽ bán với giá không có bộ chén cho mọi người nhé. Đó mọi xem này, tem rất là đẹp nha mọi người, máy cũng đẹp, máy màu trắng rất là đẹp, con rất là mới, chỉ có cái nó thiếu bộ chén thôi, được chưa. Con những con đẹp như thế này thì thường thường mình sẽ bán thân máy là 700, nhưng mà con này thì thiếu bộ chén, thiếu bộ chén thì mình sẽ bán 200, con này mình chỉ bán 500 thôi. Đây là có đèn pin ở đấy nha mọi người, đây là đây, được chưa.
có thẳng đàng hoàng nha mọi người, có thẳng đàng hoàng nhé. Đây, có thẳng nó đàng hoàng nha mọi người. Đó, nghe cái tiếng máy là mọi người thừa biết rồi. Nghe tiếng tiếng máy là như mới luôn nha mọi người. Đó, máy thì cũng rất là mới và đẹp này. Con này thì bình thường mình nói là đẹp như thế này mình bản thân máy 700. Nhưng mà con này thì nó bị thiếu kia bộ trẻ này về trước. Mình bản thân máy 500. Thì mình đã nói rõ là mình không có bộ chén ở phía trước, thì mọi người vui lòng đừng ngồi điện này. Anh ấy có bộ chén bỏ vào thêm, tôi bỏ thêm tiền, nhưng mà ý là mình không có, mình có thì nên để vào thôi nha mọi người. 12, 13 để vào mà bán cho được giá cho việc gì mà phải đó đâu. 500 thân máy nha mọi người, ai mà chẳng muốn bán thêm tiền. Rồi con này, con này là cưa. Cửa Hitachi là 14V. Đó. Con này rồi 1.25 nha mọi người. Nó hơi hơi tối một xíu mọi người thông cảm nhé. Đó, ban này. Ban này ban nhôm. Thẳng đẹp, được chưa? Ban nhôm thẳng đẹp. Đó, nâng hạ ban này, đây là nghiêng này. Nghiêng 45 độ này. Được chưa? Rồi, lưỡi của nó này, lưỡi của nó thì con rất là bén. Mẹ một răng, hai răng. Mẹ hai răng thôi thế vậy. Chỉ mẹ hai răng nhưng mà lưỡi này là lưỡi lưỡi nhiều răng nên không có vấn đề gì đâu nha mọi người. Vẻ hai tới ba răng gì đó. Máy thì đẹp. Ủa sao nó bị mơ gì nhỉ? Máy thì đẹp nha mọi người. Rồi, để thử cái máy này. Này nó có đèn ở đấy nha mọi người, đèn ở đây này. Đó, đánh giá con máy này thì thứ nhất là nó có thắng, thứ hai là nghe cái tiếng motor thì mọi người cũng biết rồi, nghe tiếng motor thì máy có vẻ con rất là ngon này. Đó, con này là con số 14 thân máy, mình bán 600 nha mọi người. Hitachi 14V thân máy 600. Con này đúng chất này. Con này, con này là Hitachi 18V không chổi than, gửi 1.60 tới 1.65. Có hai chế độ, một chế độ là nhanh, một chế độ là chậm từ đầu, khi nào có tải thì nó sẽ tự động nhanh thôi. Đó, và đây là nâng hạ van này. Đây, đây là nâng hạ van nhé. Còn đây là nghiêng van này. Nghiêng này. À, nghiêng phải vặn thêm cả cái sau đây nữa. Nghiêng 45 độ này. Được chưa? Lưỡi của nó này. Lưỡi này là lưỡi Hitachi. Mình không thấy. À đây, lưỡi 1.65. Dày 1.5, độ giữa 20, răng là 54 răng. 54 răng lưỡi Hitachi luôn nha mọi người. Nó chỉ bị mẻ một răng ở đây thôi này, 54 răng mà mẻ một răng thì ok, không vấn đề. Được chưa? Còn này mà cắt đã rồi này, 18V. Này, nó thì... Ủa, đèn ở sợi đây sao không sáng nè. À, con này bật đèn chủ động ở đây. Ở đây bật đèn được. Đó, đèn sáng ở đây này, cái bật ở đây nha mọi người. Bật ở đây. Còn cái này là bảo pin. À, cái này bảo pin này. Cái này có hai chế độ này, chế độ xíu này. Đó, nó chạy chậm, khi nó có tải á thì nó sẽ mạnh thôi. Đó, thắng của nó thằng mềm nha mọi người. Con này thằng mềm. Có thắng, nhưng thắng của nó thằng mềm chứ không phải là thằng cạch ngay lập tức như mấy con kia. Cho nên là không sợ bị bể nhóc. Ok. 1.65 nha mọi người. Con này rất là hiếm. Nói chung là từ khi mình bán tới giờ hình như chỉ thấy được 3 con. Một con đầu tiên là rất là đẹp, mình bán được 3,5 triệu. Một con này bán 3 triệu. Con này thì bây giờ giá nó xuống rồi. Con này là mình bán thân máy 2 triệu nha mọi người. 15.
Thân máy 2 triệu. 2 triệu chứ không phải 200 nữa nha. 2 triệu nhé. Thân máy 2 triệu nha mọi người. Con số 15. Rồi, rất là cảm ơn mọi người theo dõi video của mình. Ai mua hàng liên hệ số điện thoại trên tiêu đề cho mình nha mọi người.